Chào các bạn, mình là Khôi. Chào mừng các bạn đến với kênh của Nhạc cụ Minh Phụng. Hôm nay mình sẽ review và hướng dẫn lắp đặt cây đàn piano điện Yamaha IDB-165. Đàn piano điện Yamaha IDB-165 có kích thước dài 1m45, chiều rộng là 59cm và chiều cao là 48cm. Đây là thùng đàn Yamaha IDB-165. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui cây đàn này nha. Sau khi khui thùng thì mình sẽ thấy cái đầu đàn. Bây giờ mình sẽ khinh cái đầu đàn ra trước nha. Sau khi mình lấy phần đầu đàn của cái đàn piano Yamaha IDB-165, mình sẽ thấy một cái phiếu bảo hành. Tiếp sau đó là mình sẽ thấy hai quyển sách, đó là một quyển sách hướng dẫn và một quyển sách nhạc. Và phía dưới là phần chân đế của cái đàn IDB-165. Sau khi lấy các bộ phận của phần chân đế thì chúng ta sẽ gồm có là một chân pedal, hai chân trống và một ván lót. Giờ mình sẽ tiến hành lắp phần chân đế nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ dùng 4 con ốc màu trắng này để lắp phần chân đế với chân pedal. Trước tiên là mình sẽ gỡ dây pedal ra nha. Sau đó mình sẽ dùng 4 con ốc trắng này để cố định chân pedal với hai chân đế. Sau khi lắp xong thì mình sẽ lấy 4 cái miếng đen này nè để che phần nắp ốc đi. Và bây giờ là mình sẽ lắp mặt bánh sau bằng 4 con ốc đinh này nè và 2 con ốc tụ này. Và bây giờ mình sẽ lắp đầu đàn lên. Và cuối cùng là mình sẽ xếp 4 con ốc này vào với đầu đàn. Giờ mình sẽ lắp dây pedal vào đây. Hai quyển sách đi kèm thì trong thùng đàn Yamaha nó sẽ trang bị cho mình thêm đó là một cái ghế.
Bây giờ mình sẽ khui và ráp cái này nhé. Sẽ có một con ốc vít và một miếng đệm. Mình sẽ bỏ. Mình sẽ trước tiên là mình sẽ tháo cái ốc vít này ra. Mình sẽ chân vô đây và mình cố định miếng đệm và con ốc vít vào. Chỉnh cái thành ghế phía trong á, nó sẽ gửi thêm cho mình một cái khóa mặt để siết chặt bốn con ốc vít lại. Mình vừa đập hộ và hướng dẫn các bạn lắp cây đàn Yamaha IDB165. Bây giờ mình sẽ test thử âm thanh cho các bạn nghe nhé. Rồi mình vừa test thử âm thanh của cây đàn Yamaha IDB165. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận bên dưới cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.